Đoàn khách du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên đến Bến Tre sau chương trình kết nối. Tour đầu tiên đưa khách du lịch thành phố Hồ Chí Minh tham quan trải nghiệm vùng xanh xứ dừa vừa được tổ chức sáng ngày hôm qua, ngày 13 tháng 11. Đây là tour đầu tiên do công ty du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist Group tổ chức đưa khoảng 40 khách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bến Tre nhằm cụ thể hóa chương trình liên kết phục hồi du lịch giữa hai địa phương trong điều kiện thích ứng an toàn với COVID-19. Tour có lịch trình 2 ngày 1 đêm, nhiều du khách thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình cho biết đây là lần đầu tiên họ được đi du lịch qua đêm ở điểm đến vùng đồng bằng sông Cửu Long sau đợt giãn cách kéo dài. Chương trình tour diễn ra đúng dịp Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức phát động các hoạt động thương mại, thể thao và du lịch của tỉnh sau thời gian giãn cách xã hội. Đến với xứ dừa Bến Tre, du khách được tham quan khu lưu niệm bà Nguyễn Thị Định, khu di tích đặc biệt quốc gia Nguyễn Đình Chiểu. Ngoài ra, du khách còn có nhiều hoạt động trải nghiệm khám phá thú vị như vui chơi trong khu vườn sinh thái, trải nghiệm các hoạt động làm vườn, hái rau, học nấu ăn, thử tài trộn gỏi ổi. Du khách còn đi thuyền ngắm hoàng hôn trên sông Hàm Luông, đi xe điện tham quan thành phố Bến Tre về đêm, thưởng thức các món ăn dân dã, bánh canh hến, tham quan và mua sắm đặc sản kẹo dừa ngay tại lò. Anh Võ Hoàng Dự, hướng dẫn viên tại điểm khu du lịch sinh thái Sân Chim Vàm Hồ cho biết, người dân địa phương và các tỉnh lân cận có đến tham quan, vui chơi giải trí tại khu du lịch này. Đoàn khách của Sài Gòn Tourist Group là một trong những khách đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh trở lại trong nhiều tháng qua. Chúng tôi sẵn sàng đón khách trở lại theo hướng đảm bảo an toàn, nhất là các đoàn du khách từ các tỉnh thành khác đến. Khu du lịch đang tìm thêm những món ăn đặc sản địa phương và đưa vào thực đơn, cải tạo vườn cây ăn trái và các loại hình vui chơi giải trí để thu hút khách du lịch, anh Võ Hoàng Dự nói. Theo ông Võ Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch tỉnh Bến Tre, việc đón khách đoàn đầu tiên sau chương trình liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre trong điều kiện thích ứng an toàn với COVID-19 là tín hiệu tích cực. Hiện Bến Tre đã có nhiều doanh nghiệp đăng ký hoạt động lại du lịch và trung tâm đang kiểm định lại những cơ sở đăng ký hoạt động theo các tiêu chí an toàn. Chủ trương của ngành du lịch Bến Tre là đón khách đoàn từ các nơi khác đến theo tour khép kín để có cơ sở dữ liệu truy vết phòng dịch an toàn, góp phần phục hồi ngành du lịch